Qua rà soát, toàn tỉnh có hơn 8.300 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, có nhu cầu hỗ trợ. Trên cơ sở đó, tỉnh Sơn La đã ban hành đề án huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu huy động mọi nguồn lực, phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành việc hỗ trợ 100% hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Thực hiện đề án này, nhiều doanh nghiệp đã cùng với chính quyền địa phương chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, công ty cổ phần Vinati Mộc Châu bàn giao 3 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Các hộ được bàn giao nhà đại đoàn kết gồm gia đình anh Cứ A Cáng, Tráng A Dề và Tráng A Giàng Tủa ở bản Phiêng Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu. Các công trình được khởi công từ tháng 5 năm 2023 với diện tích xây dựng từ 50m2 đến 60m2. Các công trình đều được xây dựng kiên cố với tổng kinh phí mỗi công trình từ 70 đến gần 100 triệu đồng do công ty cổ phần Vinati Mộc Châu hỗ trợ. Mỗi công trình 40 triệu đồng. Với cách làm bài bản, khoa học, công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đang được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.